Xin kính chào quý vị và các bạn. Mình là Hưng, đến từ Sài Gòn Đông. Và đây là anh Tuấn. Dạ, đến từ công ty cửa thép Hàn Quốc, MMD. Đó, thì hôm nay đến tại khu Sala này thì tại showroom trưng bày về cửa MMD đây. Thì Hưng và anh Tuấn cũng có giới thiệu đến mình những cái sản phẩm nổi bật ở bên thị trường Việt Nam đang sử dụng và phân phối trong đây luôn. Thì xin hỏi anh Tuấn là cái bộ cửa thép của mình đây thì không biết đây là dòng sản phẩm như thế nào nhỉ? Đây là dòng sản phẩm cửa thép màu. Dạ. Cái nguyên vật liệu của nó là thép màu nhập khẩu từ Hàn Quốc. Dạ. Đây là nguyên vật liệu mà chống gỉ với lại chống chày xước rất là tốt. Dạ. Ví dụ như mà mình có sử dụng móng tay hay là đồ nhựa, đồ gỗ. Dạ. Thì nó sẽ không có để lại vết chày. Dạ. Vậy là khi mà mình, cái này là cái nguyên vật liệu ở ngoài đây là thép chống rỉ và chống chày xước nhập khẩu từ Hàn Quốc. Nhập khẩu từ Hàn Quốc. Bởi vì mình có thể sử dụng, mình yên tâm trong việc là nhỡ như mình va quẹt hoặc là bị cái gì đó cấn vào thì nó cũng sẽ không có bị để lại vết tích gì cả. Đó. Thì anh giới thiệu thử dòng sản phẩm này là nó kết cấu của cái sản phẩm này như thế nào nhỉ? Cửa thép màu bên em á thì sử dụng nguyên vật liệu là thép màu nhập khẩu từ Hàn Quốc. Bề rộng cánh á thì nó sẽ là 40mm, là giống như cửa gỗ, cửa nhôm trên thị trường vậy hết. Bên trong á thì nó sẽ có cái kết cấu là sẽ có cái khung xương gia cố. Cái khung xương này là dày tới 1.6 cho nên là nó thép dày 1.6 cho nên là nó chạy dọc theo chiều rộng của cái cánh cửa. Cho nên là khi mà ăn trộm mà có cậy cửa thì cũng không có thể cậy được, tại vì nó sẽ phải cậy hai lớp thép và cái khung xương nữa. Cho nên là nó đảm bảo cái tính an toàn cho cái cánh cửa của mình. Với lại em thấy có cái lớp ngoài đằng trước đây để chống, mình cố định lại cái bộ cửa, với lại mình chống khi mà mình đóng lại á, thì nó sẽ giữ cho cái khe hở này nó khít hơn. Và nếu mà có khói thì nó sẽ không ngăn khói vào phòng. Nó sẽ ngăn khói vào phòng. Đúng rồi. Với lại dòng sản phẩm này thì em thấy là có cái ron giảm chấn, cái răng giảm chấn. Ron cao su này là dùng có tác dụng là thứ nhất là ngăn khói, với lại giúp cách âm, cách nhiệt tốt hơn. Rồi ok. Thì đối với cái bộ khung của nó, cái khung bao của nó thì độ dày nó như thế nào anh nhỉ? Về khung bao á thì bên em tiêu chuẩn là khung bao 1.2. Ngoài ra thì khách hàng nếu mà muốn giảm chi phí thì có thể sử dụng khung 1 ly. Hoặc là muốn cái khung cứng cáp hơn thì có 1.6. Tổng cộng là 3 độ dày, là 1.2, 1 ly với lại 1.6. Thì cái sản phẩm của mình đây á thì được kết cấu bởi là 1.2 là tiêu chuẩn. Còn nếu như mà muốn dày hơn đó là 1.6, hoặc là mình muốn giảm chi phí hơn một xíu thì có thể giảm thành 1 ly là cái độ dày thép. Đó. Thì cái ô tường mà kích thước sai chuẩn của mình là một cái ô tường, nó không biết là bên mình có cái sai chuẩn nào không nhỉ? Kích thước tiêu chuẩn của bên em á là 900 2m2. Thì tất cả những dòng sản phẩm ở trên thị trường. Đúng rồi, giống như trên thị trường. Và kích thước tối đa cửa đơn á thì nó có thể lên tới 1m, 2m4. Hoặc là cửa đôi thì có thể lên tới 2m, 2m4. Cửa đôi á là 2m, 2m4 là cái kích thước rất là rộng để cho mình sử dụng, mình lắp đặt một cái bộ cửa mà có thể là chống cháy được nè. Có thể sử dụng để chống cách âm, cách nhiệt. Cách âm, cách nhiệt. Và mình có thể thiết kế cái dạng kính như thế này luôn. Kính này thì có nhiều loại đúng không anh? Làm nhỏ lớn đều được đúng không? Cái kính này thì mình có thể sử dụng là kính lưới, hoặc là kính chống cháy, kính cường lực, hoặc là kính mờ, tùy vào cái nhu cầu sử dụng của khách hàng. Và cái kích thước, cái độ dày của kính thì cũng tùy vào khách hàng luôn. Thì lúc đó là bên MMD sẽ sản xuất theo nhu cầu của khách hàng, theo cái độ dày kính. Thì đó là cái về anh Tuấn đã giới thiệu về cái sản phẩm thép của mình, rồi sản phẩm kính. Đó. Thì ở đây em có thấy đó là cửa kết cấu bằng hai cái bản lề mở. Thế là không biết là bản lề là như thế nào em thấy cũng... Về cái phần bản lề á, thì cái bản lề này gọi là bản lề pivot. Thì nó sẽ có trục trên và trục dưới. Cái này là bản lề mà thông dụng của Hàn Quốc. Tại vì cái sử dụng bản lề này á, thì khi mà cái việc đóng mở nó sẽ nhẹ nhàng hơn so với bản lề lá, và nó chịu lực tốt hơn.
Nó cố định trên và nó cố định trên và dưới. Nó tạo thành một cái trục để mở cánh nó. Tại vì giống như là anh cầm một cái chai nước mà anh cầm ở trên, ở dưới thì anh sẽ giữ được lâu hơn là so với cầm bên hông. Thì nó sẽ bị mỏi theo trọng lực á. Cho nên là cái bản lề này á, thì ưu điểm của nó là nó sẽ chống sệ tốt hơn so với bản lề lá. Vậy là sản phẩm cửa này á, được thiết kế bằng bản lề này đặc biệt của bản lề pivot. Pivot. Thì bản lề này sẽ theo một trục và nó giảm cái sức nặng của bộ cửa và chống sệ, chống gọi là lệch bộ cửa của mình. Với lại cái bản lề này, cái ưu điểm của nó là nó sẽ dễ dàng lắp đặt hơn. Một người cũng có thể lắp. Mình chỉ cần đặt cánh cửa trên cái trục dưới và ở phía trên là nó sẽ có một cái con ốc cố định. Em thấy có con ốc ngay này. Đúng rồi. Cho nên là nó sẽ lắp đặt rất là nhanh, chỉ cần 5 phút là xong bộ cửa. Còn so với bản lề lá thì mình phải bắt tới 10 con ốc cho mỗi bản lề. Đó, thì ba bản lề là hết 30 con ốc, cho nên là cái thời gian lắp đặt này sẽ tiện hơn. Bản lề lá thì mình phải cân cái bộ cửa, đúng rồi, cửa trước xong rồi mình mới lắp đặt thôi. Nó khó khăn hơn. Bản lề lá ít nhất phải 2 người mới lắp đặt được. Còn bản lề này một người cũng có thể lắp, cho nên là nó tiện lợi. Đối với bộ cửa như thế này thì không biết là mình có thể lắp cái tay đẩy hơi, tay co thủy lực được không? Về cái phụ kiện tay đẩy hơi á, thì ở bên cánh cửa thì sẽ có cái tấm gia cố ở trên, ở bên trong của cánh cửa, thì mình có thể lắp phụ kiện vào những cái vị trí đó thì sẽ có cái tấm gia cố bên trong. Cho nên mình có thể lắp tay co thủy lực hay là cái chỗ này là chặn sàn cũng được. Tại vì bên trong cái cánh cửa là bên em đi đã gia cố sẵn cái tấm thép bên trong rồi. Thì giới thiệu về phần kết cấu bộ cửa thì anh Tuấn đã giới thiệu đến quý vị và các bạn để xem. Nếu như mà có nhu cầu mà đặt về sản phẩm MMD này, dòng series này là dòng series gì? Dòng này là dòng GLS series, là dòng cửa khoét ô kính. Ngoài ra thì bên MMD còn có một dòng cửa kính cao cấp hơn, là chỉ có riêng của MMD thôi. Đó là cửa kính thép ghép nữa. Cửa kính thép ghép. Còn dòng sản phẩm này là dòng GLS series. Cái điểm phân biệt của nó là cái dòng cửa này là sẽ có cái phần nẹp kính ở trên đây. Còn cái phần cửa kính cao cấp thì nó sẽ không có cái phần nẹp kính luôn. Cho nên là nó đem lại tính thẩm mỹ và nó yêu cầu độ chính xác cao hơn. Còn khóa ở đây các bạn có thể thấy đây là cái khóa hiện đại. Thì đối với dòng sản phẩm này mình có thể thay đổi rất là nhiều bộ khóa, từ cái khóa cơ bản, khóa tay gạt, khóa tay tròn đó, hay là khóa điện tử vân tay đều được. Dạ, thì rất cảm ơn anh Tuấn đã giới thiệu về cái dòng sản phẩm này. Thì nếu như các bạn mà có nhu cầu sử dụng và tìm hiểu về sản phẩm này thì hãy liên hệ trực tiếp đến Sài Gòn Door, kênh phân phối chính của MMD, thì các bạn sẽ tìm hiểu và được báo giá loại cửa tuyệt đẹp này. Rất mong và hẹn gặp lại các bạn. Close doors, I'm a fool for your love.